trên phương xa. Thủ đức ơi ông đang nghe mơ, ngoài xa đâu biết phải không giải thích. Người thơ dân mạng bước thêm tạm chiếc ông trang huyết chiếc áo đắp cho ta nhất vang tiếng mời Việt Nam cho đến muôn đất không xa lời. Hỏi đến cảnh xưa đất không xa lời. Kỳ Việt Nam Cộng Hòa chấm dứt. Đem xuống. Xuống. Lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ. Súng chào. Bắt. Quốc ca Hoa Kỳ bắt đầu. Oh, say can you see so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the quốc kỳ Hoa Kỳ chấm dứt. Sau đây là một phút mặc niệm. Phút mặc niệm để tri ân tiền nhân đã dày công dựng đất nước. Một dải giang sơn gấm vóc chạy dài từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau. Một biển rộng mênh mông của Hoàng Sa đến Trường Sa, hướng ra biển cả. Phút mặc niệm để tưởng nhớ đến các chiến sĩ anh dũng đã hy sinh chính mạng sống để giữ yên bờ cõi, bảo vệ chủ quyền biển đảo và nền độc lập, tự do, dân chủ. Để tưởng nhớ đến các nhà làm văn hóa suốt đời tận tụy, mong cho thế hệ sau gìn giữ truyền thống lịch sử oai hùng, ngôn ngữ trong sáng và bản sắc văn hóa dân tộc, cùng hướng về những vị trong câu lạc bộ hùng sử Việt đã ra đi như nhà thơ Hoàng Kim, nghệ sĩ Nguyễn Trọng Phúc, nhà thơ Hà Việt Văn, đạo diễn Xuân Phát, giáo sư Lưu Trung Khảo, ông Lê Xuân Đoán và gần đây kỹ sư Bùi Bình Bân, cùng nhiều các vị khác nữa. Xin hồn thiêng sông núi, các bậc anh linh liệt nữ chứng giám cho lòng thành, xin phù trợ chúng tôi, đặc biệt cho các thế hệ trẻ Việt Nam biết sống xứng đáng là con rồng cháu lạc.
anh Quốc Kỳ súng mặc niệm bắt và rút 1 phút mặc niệm bắt đầu.